Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú gấu đang cầm trên tay chiếc mũ này. Hãy cùng tô với mình nha. Nên màu xanh nha. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Chiếc nâu này mình cũng tô cùng màu với áo luôn, màu xanh này. Nên mình tô màu cam.
chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình đấy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.